Đây là ở chỗ rửa xe ở Úc nữa. Ở Úc thì có rất là nhiều loại rửa xe, tự rửa hoặc là cho người khác rửa hoặc là máy rửa tự động. Ở chỗ này là tự mình rửa xe luôn. Theo mình thấy thì đem xe ra tiệm để người ta rửa đó thì nó sạch hơn, tại vì nó có đủ loại hóa chất các bạn. Còn mình tự rửa đó thì nó không có bằng người ta, nhưng mà cái độ kỹ thì chưa chắc. Cái gì mà tự mình làm thì lúc nào nó cũng kỹ hơn là người ta làm á. Thường thì chỗ rửa xe nó có đi chung với là chỗ hút bụi nữa. Thì ở đây là cái máy hút bụi lớn đó bạn, hút bụi mấy cái thảm ở dưới xe đó. Nhưng mà mình thì không có thích cái máy này, tại khi mà mình sử dụng nó mình bị áp lực lắm. Những lúc đang hút bụi thì nó hết từng giữa chừng á bạn, nên thành ra là khi hút bụi xe thì mình lấy máy hút bụi ở nhà đó. Ở nhà thì cái máy hút bụi nó không mạnh bằng ở đây, nhưng mà nó vẫn thoải mái hơn. Ở Úc á, khi mà không lái xe thì cũng có nhiều cái bất tiện, nhưng mà nó tiết kiệm được rất là nhiều. Ngày trước lúc mà mình qua đây á, là 8 năm mình không có đi xe, toàn là đi xe công cộng thôi. Sau này khi mà mình đi xe rồi thì mình cảm thấy là xe nó tiện hơn rất là nhiều. Nhưng bù lại thì có nhiều thứ mình phải lo. Thứ nhất là tiền xăng nè, tiền bảo trì, có nghĩa là cứ mỗi 3 tháng thì mình phải đi bảo trì xe một lần. Tiền thuế đường thì mỗi năm khoảng chừng 800-900 đô. Tiền bảo hiểm thì tùy theo loại xe và tùy theo độ tuổi và tùy theo cái lịch sử lái xe của mỗi người nữa. Nếu ai kỹ hơn thì mua cái roadside assistance, có nghĩa là chiếc xe của mình á, mà lỡ mà nó có bị hư giữa đường á thì cũng có xe tow nó lại, nó cẩu xe mình đi. Tính ra không có bao nhiêu hết, nhưng trong trường hợp á mà mình bị xe hư giữa đường á, phải kêu xe tow truck tới á, là một lần cỡ chừng mấy trăm tới 1000 á, tùy theo cái độ xa mà mình muốn cái xe tow truck chở đi. Khi mua xe đó thì một khi xe lăn bánh rồi ra khỏi cái dealer, gọi là cái chỗ mua xe đó bạn, thì chiếc xe nó đã giảm giá trị rồi, thì tính luôn cái phần giảm giá trị đó thì mình phải trả phí cho lái xe, và bù lại thì mình giảm được cái thời gian mà mình chờ xe lửa. Chưa tính nói chuyện mà nắng mưa phải đứng chờ xe lửa nữa. Khi mà mới qua Úc thì cứ việc đi xe lửa trước cho nó quen. Khi mà lái xe hơi rồi thì mình mới cảm giác được là có xe hơi hạnh phúc hơn rất là nhiều. Còn nếu mà bạn mới qua mà bạn vội về mua xe đó, lỡ sau này mà có cái chuyện gì mà mình không có đi xe được thì mình vẫn còn cái sự lựa chọn khác nữa là đi xe lửa. Thời của mình thì ngoài xe lửa thì có taxi, nhưng mà bây giờ thì có Uber nè, nó cũng rẻ hơn taxi, nó nhanh mà tiện lợi nữa, thì nó có nhiều sự lựa chọn hơn. Những người mà đi làm ở trên city đó, là làm ở trên trung tâm á bạn, đa số họ đi làm là xe lửa, tại vì ở trung tâm thì không có chỗ đậu xe nhiều, hoặc nếu có thì rất là mắc. Chưa tính là vô trong city bị kẹt xe nữa, thì nên đi xe lửa nó tiện hơn rất là nhiều, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền. Ở Úc thì muốn lái xe mới có bằng lái của tiểu bang, còn nếu mà có bằng lái quốc tế thì chỉ dành cho những người có visa khoảng chừng dưới 6 tháng thôi. Có ý kiến của nhiều người là khi mà họ lái xe bên Việt Nam á, họ ở đây thì họ có thể lái được. Nhưng mà những người lái xe bên đây rồi thì qua Việt Nam không lái được, là tại vì đường phố nó khác quá đó bạn. Ở bên đây thì ai chạy lên nào qua lên đó. Một phần nữa là xe hai bánh á, ở đây không có nhiều. Nếu có á, thì những người mà chạy đường trường như này á, toàn là chạy mô tô mà. Còn những người mà chạy xe hai bánh trong phố á, thì có thể là xe đạp nè, xe điện hoặc là xe scooter. Scooter giống như là cái xe phân khối, nó nhỏ hơn chút xíu đó bạn. Ở Úc á, khi mà bạn lái xe vượt quá tốc độ cho phép á, nếu bạn bị cảnh sát hoặc là camera bắn tốc độ bắt được á, thì bạn sẽ bị phạt rất là nặng và bị trừ điểm nữa. Vi phạm nhiều lần quá mà trong thời gian ngắn thì không còn điểm nữa, coi như là mất bằng lái. Đó là cái luật để kiềm chế người ta không có vi phạm luật giao thông đó bạn. Một phần nữa đó là khi mà bạn qua đây thì bạn ít có nghe xe bấm kèn á. Thường á, thì bấm kèn khi nào mà emergency hoặc là giống như mình nhắc nhở người ta thì mình bấm kèn thôi, chứ ngoài ra không có chuyện gì thì không ai bấm kèn hết. Mình kết thúc video ở đây thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn. Bye bye.